Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Trong cái hồi ký tôi đi tìm tự do kỳ số 71 và 72 đó, thì Nguyễn Hữu Chí và hai người cháu của mình đã bị bắt lại và bị giam giữ. Sau đó thì bộ đội bắt Việt đó thấy Nguyễn Hữu Chí là một người không an toàn, cho nên là đã tìm cách để mà chở Nguyễn Hữu Chí về lại Huế. Thì trong cái nhà tù Huế là nơi đó sẽ kiên cố hơn và Nguyễn Hữu Chí sẽ không có cái cơ hội để mà trốn thoát như những lần trước nữa. Thì Nguyễn Hữu Chí đã lên kế hoạch là phải bằng mọi cách phải trốn thoát trong lúc mà lên xe để mà về lại Huế, tại vì chỉ còn có cách này thôi. Nếu mà Nguyễn Hữu Chí không tìm cách trốn thoát lần nữa thì Nguyễn Hữu Chí có thể bị tù một gông hoặc là có thể bị tử hình. Vậy thì ở kỳ số 73 và 74, liệu Nguyễn Hữu Chí có được may mắn như những lần trước hay không? Thì Dương xin mời quý vị theo dõi những kỳ tiếp theo nhé. Trên chuyến xe đi từ Đông Hà về Huế, một mặt chúng tôi đóng vai ngây ngô, khờ dại để cho hai tên công an mất cảnh giác, coi thường, mặt khác tôi tìm cách cấy vào đầu óc tên công an Nùng, Trí Vân, một mối liên hệ mơ hồ giữa tôi và tên trưởng ty công an Quảng Trị. Cả hai điều này đều ít nhiều thành công, nhưng điều quan trọng khiến tôi điên đầu nhất là làm sao tôi có thể chạy trốn khi cả ba chúng tôi đều bị còng tay và bị buộc chung một sợi dây dục. Vì vậy, để khi chạy trốn đỡ nguy hiểm nhất, trước hết tôi phải tìm cách thuyết phục hai bên công an cởi dây trói và tháo còng cho chúng tôi. Muốn làm được điều này, tôi phải tạo cho hai tên công an thực sự tin tưởng vào lòng ăn năn, hối cải, sẵn sàng chấp nhận để cho nhà nước cải tạo của chúng tôi. Vì thế, tôi phải làm bộ ngây thơ và dại dột lo ngại trước viễn ảnh chúng tôi bị tù một gông hoặc bị tử hình vì tội vượt biên một khi chúng tôi về đến Lào Thừa Phủ. Quay sang tên Vân, tôi giả bộ băn khoăn hỏi: "Thưa cán bộ, cán bộ là người từng trải có nhiều kinh nghiệm về tù vượt biên nên tôi muốn hỏi thật cán bộ điều này." Tên Vân nhìn tôi gật đầu: "Anh nói đi chứ." "Cán bộ có biết tội vượt biên của chúng tôi sẽ bị xử bắn hay bị xử tù chung thân hay không?" Tên Vân thì cười lắc đầu. Tôi giả vờ sợ sệt nhìn y ra vẻ ngạc nhiên không hiểu. Y nhìn tôi có vẻ thương hại. "Tội vượt biên mà bị bắn thì cả nước này bị bắn hết sao chứ? Vậy tôi có bị tù chung thân không cán bộ?" "Đáng và nhà nước dạy gì mà bỏ tù chung thân mấy người vượt biên chứ? Bỏ tù người ta như vậy lấy ai lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa chứ?" Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy lo ngại, không hoàn toàn tin tưởng. Tinh Vân lại lắc đầu thương hại. "Tôi nói thiệt chứ, mấy anh thuộc loại nhát như thỏ đế. Ăn trắng mặc trơn quen rồi. Đã chẳng hiểu gì về rừng núi, đường xá thì chẳng biết. Lại sợ hãi đủ thứ, vậy mà cũng đòi cắt rừng vượt biên. Các anh là người thì sợ hổ, sợ báo, sợ rắn rết thì cũng được đi, vì những thứ đó thì người nào mà chẳng sợ. Đằng này mấy anh sợ cả cốc nhái, đĩa vắt, gai gốc, rồi lại còn mê tín dị đoan, sợ cả ma quỷ thì làm sao mà vượt biên cho nổi được chứ." Nghe Tinh Vân nhắc đến đó, tôi cười thầm, nhớ đến kế hoạch đóng kịch của chúng tôi trong những tuần lễ bị giam giữ ở Đông Hà. Thời gian đó, mỗi khi đi lao động ở bên ngoài, chúng tôi đều bàn nhau tìm cách đóng kịch giống hệt như mấy thanh niên sinh ra lớn lên ở thành phố. Nay lần đầu thấy cảnh rừng rú nên gặp cái gì cũng sợ hãi. Eo ôi! Được cái may mắn là cả T và H đều là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Được nuôi trưởng trong nhung lụa nên những bỡ ngỡ sợ hãi của T và H là hoàn toàn trung thực. Nhất là H, một nữ sinh Marie Curie, chưa từng trông thấy cây lúa bao giờ, mỗi khi làm cỏ lúa lại nhổ cả lúa thay vì nhổ cỏ, nên khi trông thấy ếch, nhái, vắt đĩa, hát đều la hét sợ hãi, nghe rất rùng rợn. Nhờ vậy, những giả bộ sợ hãi của tôi nếu có sơ hở cũng không bị mấy tên công an, bộ đội phát hiện. Cũng trong thời gian đi lao động, mỗi khi có dịp, chúng tôi luôn giả bộ hỏi những câu chuyện ngây ngô như trong rừng có ma không, chuyện người rừng bắt mình ăn thịt có đúng không, chuyện quỷ nhập tràng có thật không. Tất cả những câu hỏi ngây ngô này đã khiến cho công an bộ đội ở Đông Hà tin tưởng. Chúng tôi chỉ là những thanh niên dại dột, nghe ai xúi dại mà đi vượt biên. Nhờ vậy tôi đã che giấu được chân tướng của mình. Nghe Tinh Vân tỏ ra thương hại như vậy, tôi tỏ vẻ ngượng ngùng. Thú thực với cán bộ ha, nghe người ta nói vượt biên dễ ợt, nên tụi tôi dại dột nghe theo, đâu có biết trên đường vượt biên lại gặp phải những thứ khủng khiếp đó đâu. Tiếp tục cấy vào óc Tinh Vân những ảo tưởng ngây thơ về mình, tôi hỏi tiếp,
Vậy theo cán bộ, tội vượt biên của tụi tôi sẽ bị tù mấy năm? Vân nheo mắt. Cái đó còn tùy theo sự thành khẩn ăn năn khai báo của các anh nữa. Tôi nhanh nhẩu. Thì cán bộ đã biết rồi đó. Chúng tôi đã thành khẩn ăn năn khai báo ngay từ đầu rồi còn gì. Mấy anh khi bị bắt thì anh nào chả nói vậy. Nhưng chúng tôi có tin các anh thành khẩn khai báo hay không mới là chuyện đáng nói. Nếu tin thì các anh chỉ ở tù khoảng nửa năm đến 2 năm là tối đa. Còn nếu không tin thì các anh sẽ bị tù một gông. Tôi tỏ vẻ mãn nguyện và tin tưởng vào sự thành khẩn khai báo của mình. Cán bộ nói vậy thì tôi mừng quá. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị tù chung thân. Chứ chỉ có nửa năm đến 2 năm tù. Nếu tôi thành khẩn ăn năn thì tôi rất an tâm cải tạo để làm lại cuộc đời. Tôi không biết lúc đó Tinh Vân tin tưởng vào thiện chí cải tạo của tôi tới mức nào, nhưng tôi nghĩ ít nhiều tôi đã thành công cho Tinh Vân hiểu. Tôi sẵn sàng vui vẻ vào tù ngồi bốc lịch 1-2 năm để chuộc tội vượt biên mà tôi đã phạm. Như vậy trong đầu óc Tinh Vân sẽ không mảy may nghi ngờ đến chuyện tôi sẽ chạy trốn trên đường giải giao từ Đông Hà về Huế. Một khi y không nghi ngờ, y sẽ lơ là cảnh giác, tạo cho tôi nhiều cơ hội thoát thân. Điều khó với tôi bây giờ là làm sao tháo được chiếc còng và sợi dây dù trói buộc cả ba đứa. Dĩ nhiên, đòi Tinh Vân tháo cả hai cùng lúc là điều không tưởng. Muốn thành công, tôi phải đánh từng bước. Bước đầu tiên là sợi dây dù. Nếu Tinh Vân tháo sợi dây dù, gặp điều kiện thuận lợi, cho dù tay bị còng, tôi vẫn có thể liều mạng bỏ chạy. Sau hồi suy nghĩ thật lung, tôi thấy muốn tháo sợi dây dù chỉ có 2 cách. Một là thuyết phục Tinh Vân. 2 là chờ đến bến xe Quảng Trị, xe phải đổ lại cho khách lên xuống. Mua bán, ăn uống, ba đứa chúng tôi sẽ đòi đi tiêu, đi tiểu. Khi đó bắt buộc Tinh Vân phải cởi trói sợi dây dù và tôi phải tìm cách trốn thoát bằng mọi giá ngay tại bến xe thị xã Quảng Trị. Quyết tâm này của tôi bắt nguồn từ câu chuyện với ông HK, chuyện đó đầu đuôi như sau. Trong thời gian còn bị giam ở Đông Hà, ông HK đã cho tôi biết, không sớm thì muộn, công an biên phòng Đông Hà sẽ giải giao tất cả những tù chính trị vượt biên về Huế. Còn tù hình sự, tội nhẹ sẽ được giải quyết ngay tại chỗ, còn tội nặng sẽ được giải về nhà tù của tỉnh Quảng Trị hoặc đưa về Huế. Riêng trường hợp của ông HK vì có quan hệ đặc biệt thế nào đó, nên tuy ông đã ở tù tại Đông Hà hơn nửa năm, chúng vẫn chưa có quyết định giải ông đi đâu. Trong tù, ông HK là người thẳng thắn, cương trực, xứng đáng với câu uy vũ, bất năng khuất. Ông cũng rất thương tôi và thường bảo tôi kể chuyện cho ông nghe. Mọi người thì thích nghe truyện chưởng nhưng ông lại khoái nghe truyện Tam Quốc, nên những khi kể truyện Tam Quốc chỉ có tôi và ông. Khác với những người khác, nghe kể thì say sưa lắng nghe, ông lại hay cắt ngang. Hỏi tới hỏi lui rồi lớn tiếng chửi bới hay ca ngợi nhân vật tôi vừa kể. Biết trước mình sẽ bị giải về Huế, nên một hôm, sau khi kể cho ông nghe đoạn Trương Phi đại náo cầu Trường Bản, tôi thú thực với ông. Chú HK, nếu tôi bị tụi nó giải giao về Huế, có cách nào trốn được không chú? Ông HK trầm ngâm một lúc rồi bảo, thường khi giải tù từ đây về Huế, hả, tụi nó đều còng tay và trói tù lại thành từng chùm. Vì vậy, cơ hội duy nhất chú có thể chạy trốn là ở bến xe Quảng Trị. Chú mày có biết tại sao không? Không chờ tôi trả lời, ông HK tiếp. Ở bến xe bao giờ cũng đông người qua lại. Đó là cái dễ thứ nhất. Cái dễ thứ hai là khi tới bến xe Quảng Trị, bao giờ hành khách trên xe cũng phải xuống ăn uống vệ sinh cá nhân, đổi xe đi các nơi nên rất là lộn xộn. Vì vậy khi đến đó tao nghĩ tốt nhất chú mày nên giả vờ xin đi cầu. Tôi ngạc nhiên. Xin đi cầu? Ông HK gật đầu. Nếu đến đó chú mày xin đi cầu, tụi nó phải cho người giải chú mày đến nhà cầu, rồi cởi trói, cởi còng cho chú mày. Nhưng đi cầu thì làm sao mà trốn? Khi chúng nói cho chú mày đi cầu thì chú mày đừng đi cầu. Tôi ngạc nhiên. Ủa sao vậy? Ông HK mỉm cười. Thì chú mày vô trong nhà cầu, đóng cửa lại rồi đứng im ở đó chờ. Chứ vô đó mà đi cầu thì làm sao mà trốn được? Thằng công an đứng ngoài chờ lúc lâu không thấy động tĩnh gì, thì việc đầu tiên nó phải làm là gọi. Nghe nó gọi thì chú mày đừng có trả lời. Gọi 1 lần, 2 lần, 3 lần. Không thấy chú mày trả lời là nó phải đẩy cửa, thò đầu vô. Khi đó chú mày chỉ cần bất thình lình dùng hết sức đóng cánh cửa lại thật mạnh hay đập cho nó một cú thì nó có khỏe như voi cũng phải gục. Tôi thầm phục mưu kế của ông HK và tôi tin mình có thể thực hiện được một mưu kế đó. Dĩ nhiên mưu kế của ông tuy không hoàn toàn hoàn hảo nhưng tôi phải thừa nhận là có thể thực hiện được. Vả lại xưa nay có mưu kế vượt ngục nào hoàn hảo đâu.
Trong hoàn cảnh của tôi lúc đó, tôi phải chấp nhận con đường ít rủi ro nhất mà mình có thể thực hiện. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, cả ba chúng tôi đều ngồi trên xe đò chạy về thị xã Quảng Trị và cơ hội duy nhất giúp tôi có thể chạy trốn đang chờ tôi ở phía trước. Ngay sau khi nghe mưu kế của ông HK, điều khiến tôi lo ngại là T và H. Làm sao tôi có thể thuyết phục được cả T và H cùng trốn với tôi? Nếu tôi thuyết phục được T và H đồng ý cùng trốn thì chúng tôi sẽ phải trốn như thế nào? Chắc chắn cả ba chúng tôi không thể nào cùng trốn theo mưu kế của ông HK được. Tôi có đem lời ông HK thâm tình kể cho T và H nghe nhân dịp chúng tôi đi lao động ở ngoài rừng. Nghe tôi nói, cả T và H đều hoảng hốt. H nói với tôi giọng sợ hãi: "Cậu Chí, chúng cháu không dám trốn đâu. Cậu trốn một mình cậu đi. Chúng cháu vượt biên rồi bị bắt mấy lần, nên chúng cháu biết. Chúng cháu chỉ bị tù một năm là cùng thôi. Biết tin chúng cháu bị bắt thế nào, mẹ cháu cũng tìm đường lo lót. Nên sớm muộn gì tụi cháu cũng được thả thôi, không lâu đâu. Còn cậu, nếu gặp cơ hội thì cậu cứ trốn đi. Vì cậu ở lại, trước sau gì chúng cũng sẽ biết cậu và chúng sẽ giết cậu đó." Vào khoảng xế trưa hôm đó, xe chạy vô bến xe Quảng Trị, trái ngược với lời kể của ông HK. Bến xe rất vắng vẻ, khoảng 4-5 chiếc xe đậu lác đác trên một bãi đất rộng và trống mênh mông. Một dãy lán siêu vẹo với đủ loại hàng quán sơ sài nằm ngang với khu nhà gạch tiêu điều, vừa làm văn phòng, phòng bán vé và cửa hàng ăn. Phía xa xa cuối bãi đậu xe là một dãy nhà cầu mái tranh, tường đất vô cùng tiêu điều trống trải. Nhìn quang cảnh vắng vẻ và trống trải mênh mông đó, tôi thấy ngay tôi không tài nào trốn thoát theo kế hoạch của ông HK. Tôi biết chắc cho dù tôi có chui vô được nhà cầu đi nữa thì với sự trống trải cả bốn phía như vậy, làm sao tôi có thể đánh lừa được tên công an có trách nhiệm canh giữ tôi. Và dù tôi có đánh gục tên công an ngay cạnh nhà cầu đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào chạy trốn giữa bãi đất bốn bề mênh mông trống vắng phẳng lì mà không bị tên công an còn lại phát hiện. Đứng giữa bãi xe, tôi băn khoăn vô cùng. Tôi không biết mình có nên xin đi cầu để rồi liều mạng thực hiện mưu kế của ông HK hay nên chờ đợi một cơ hội thứ hai khi xe về đến thành phố Huế. Và tôi cũng không biết khi về đến Huế liệu tôi có gặp được cơ hội thứ hai hay tình thế còn bi đát nguy hiểm hơn ở đây. Giữa lúc tôi đang lưỡng lự như vậy thì tên Vân cầm dây trói kéo chúng tôi đi đến một chiếc xe đò dài hơn, mới hơn, có dòng chữ Quảng Trị, Huế. Tên Vân leo lên xe đầu tiên, ba đứa chúng tôi lục tục theo sau. Cũng giống như xe đò từ Đông Hà đi Quảng Trị, tên công an cùng đi với chúng tôi đã ngồi chiếm chệ trên chiếc ghế duy nhất phía trước, ngay bên phải tài xế. Ba đứa chúng tôi ngồi vào hàng ghế ngay sau tài xế. Tên Vân ngồi vào dãy ghế bên phải đã có hai người ngồi. Riêng hàng ghế của chúng tôi tuy có bốn chỗ ngồi, nhưng chỉ có ba đứa chúng tôi. Khác với chuyến xe từ Đông Hà ra Quảng Trị, chuyến xe từ Quảng Trị đi Huế đông khách hơn và hầu hết hành khách trên xe đều là người Kinh. Ngay khi thấy ba người chúng tôi bước lên xe với còng tay và dây trói, thái độ của mọi người trong xe cũng khác. Nếu hành khách trên xe Đông Hà Quảng Trị thờ ơ lạnh nhạt, thì trái lại tất cả hành khách trên xe Quảng Trị Huế đều công khai tỏ thái độ quan tâm đến chúng tôi và ác cảm đối với hai tên công an. Tôi nghe nhiều người ồ lên, nhiều tiếng nói xôn xao, hai ba thanh niên ở phía dưới huýt sáo, kèm theo vài tiếng chửi thề. Thái độ của hai tên công an cũng khác. Trên chuyến xe Đông Hà đi Quảng Trị, chúng tỏ vẻ hống hách, thì trái lại, trên chuyến xe Quảng Trị Huế, chúng có vẻ nhút nhát, thụ động và chịu đựng. Chúng tôi ngồi vừa yên chỗ thì xe từ từ chuyển bánh rời khỏi bến xe Quảng Trị. Nhìn ra bên ngoài, tôi thở dài tiếc cho một cơ hội có thể trốn mà mình vừa đánh mất và lo lắng không biết từ Quảng Trị về Huế tôi có còn gặp cơ hội nào khác để trốn thoát hay không. Dạ, xin quý vị tiếp theo theo dõi kỳ số 44. Xe vừa rời thị xã Quảng Trị được 10 phút, ở phía sau xe có người cất giọng hò. Từ ngày cách mạng mùa thu, tiếng hò vừa dứt, một người khác hò tiếp ngay. Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy. Nghe tiếng hò, hầu hết hành khách trong xe đều cười ầm ĩ, vỗ tay vang dậy. Chỉ có chúng tôi là im lặng, chỉ dám cười thầm trong bụng. Tôi kín đáo liếc nhìn Tinh Vân, thấy mặt y đỏ bừng, nhưng y vẫn ngồi yên tán lờ như không nghe thấy gì. Viên tài xế đang lái xe khẽ quay sang bên trái nhìn trộm tên công an ngồi cạnh. Tên này vẫn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Thái độ tán lờ thụ động của hai tên công an càng khiến hành khách trong xe xôn xao, cười cợt khoái trí. Hai người lúc nãy lại cất tiếng hò tung hứng. Một năm hai thước vải thô, làm sao che kín Bác Hồ em ơi. Mọi người trong xe lại cười hét, huýt sáo ầm ĩ. Hai tên công an vẫn tán lờ bất động. Phải đến mấy phút sau, tiếng cười tiếng hò hét trong xe mới nhỏ dần. Rồi kế tiếp mấy người ngồi ở cuối xe lại cất tiếng hát, Tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá,
từ ngày giải phóng vô đây, ta ăn độn dài dài. Hát chán, mọi người lại bô bô kể đủ thứ chuyện quê mùa của bộ đội, công an cộng sản khi vô miền Nam, rồi cười ngặt nghẽo. Thấy mọi người có thái độ chống đối cộng sản một cách công khai trong khi hai tên công an có thái độ thụ động như vậy, tôi rất mừng. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ nếu tôi có hành động liều lĩnh chạy trốn, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ tôi, không nhiều thì ít. Nhưng dù liều lĩnh như thế nào đi nữa, tôi chẳng thể nào chạy trốn nếu tôi không thoát khỏi sợi dây dù, trói chùm cả ba đứa chúng tôi. Bây giờ làm cách nào để cho tên công an chấp nhận cởi trói sợi dây dù đây? Nhất là khi cả hai tên công an đều đang quê độ trước sự chọc giận công khai của các hành khách trong xe. Giữa lúc tôi đang băn khoăn lo nghĩ, thì người đàn bà ngồi ngay phía sau công an Vân lấy tay đập đập vào vai y rồi hỏi giọng thân mật: "Chú công an khỏe không?" Tình Vân giật mình quay lại nhìn người đàn bà rồi nhìn qua tôi, nét mặt của y lộ vẻ lúng túng, không biết ứng xử thế nào. Sau vài giây im lặng, y không thèm trả lời vào câu hỏi mà lại cắm cẳng: "Bà muốn gì?" Người đàn bà tuổi ngoài 50, quần áo lam lũ, mái tóc búi tó để lỏng ở phía sau, phía trước tóa xõa vẻ biến trải, nhưng gương mặt sáng sủa, ánh mắt đằm thắm. Bà mỉm cười nói với Tình Vân giọng chân thành: "Tôi đâu có muốn gì, tôi chỉ hỏi chú công an có khỏe không thôi mà. Mình người Việt với nhau, một phút gặp nhau cũng đã quen biết, huống hồ tôi với chú lại đi cùng một chuyến xe với nhau, nên hỏi thăm sức khỏe nhau là thường. Mà chú, vả lại tôi cũng có thằng em làm công an chạc tuổi chú đó mà." Tinh Vân lừ lừ nhìn bà không nói, qua ánh mắt và vẻ mặt đầy cảnh giác của y, tôi đoán có lẽ y không tin lời khai. Tôi đoán có lẽ y không tin lời của người đàn bà. Nhưng vì trong xe đầy không khí thù nghịch nên y không tiện phát tác. Người đàn bà vẫn tươi tắn hồn nhiên: "Tôi tên Xuân, nhưng chú cứ gọi tôi là chị ba cho thân mật, còn chú tên gì vậy?" Tinh Vân trả lời gọn lọn: "Vâng, chị ba vui vẻ." "Vâng, tên của chú dễ thương nhỉ, giống tên con gái quá." Tình Vân cãi nhưng giọng nói của y có phần bớt gay gắt: "Cha mẹ đặt sao dùng vậy, tôi mới đẻ làm sao biết tên nào con gái tên nào con trai. Thì tôi cũng nói đùa chú vậy thôi, có gì sai sót mong chú bỏ qua cho nhen." Nói đến đó, chị ba rút trong túi đồ gói thuốc lá đầu lọc, chị rút ra một điếu đưa cho Tình Vân nói giọng đon đả: "Chú Vân hút với tôi điếu thuốc cho thơm miệng." Tình Vân sáng mắt nhìn điếu thuốc nhưng có vẻ ngần ngừ, cuối cùng y cũng cầm điếu thuốc. Chị ba thành thạo bật quẹt mồi lửa cho y, rồi mồi cho mình một điếu. Nhìn Tinh Vân rít điếu thuốc một hơi đỏ lừ, ém khói ngon lành, chị ba kín đáo dúi cho y gói thuốc, rồi nói giọng thân mật: "Nói chú đừng có giận, nhưng tính tôi thật thà. Nghĩ sao nói vậy, chú cầm lấy gói thuốc này mà hút. Thời buổi bây giờ làm công an tiền bạc đâu có bao nhiêu. Chú em tôi mỗi khi về nhà chơi, tôi vẫn phải cho nó tiền, nên tôi biết." Tinh Vân ngượng ngùng nhìn trộm tôi giả vờ như tôi không biết. Nhưng qua đuôi mắt, tôi thấy Tinh Vân kín đáo cầm gói thuốc bỏ vào túi, rồi nói lý nhí hai tiếng cảm ơn. Chị ba tảng lờ như không thấy vẻ ngượng ngùng của Tinh Vân, tiếp tục đon đả trò chuyện. Quả nhiên một lúc sau, Tinh Vân cũng vui vẻ nói chuyện với chị ba. Và tôi cũng không hiểu sao, từ khi chị ba nói chuyện thân mật với Tinh Vân, không khí chọc quê cộng sản bằng những câu chuyện châm biếm nổi tiếng thời bây giờ cũng giảm dần. Cho đến lúc đó, tôi cũng ngạc nhiên trước thái độ thân mật của chị ba đối với Tinh Vân. Nhưng qua ánh mắt trong sáng và gương mặt chân thành của chị, tôi vẫn thấy tin tưởng ở chị, và tôi linh cảm đằng sau thái độ thân mật của chị với Tinh Vân có lẽ đang ngầm chứa một toan tính nào đó tôi chưa thể hiểu. Giữa lúc tôi đang băn khoăn nghĩ ngợi, bỗng tôi nghe chị ba nói với Tinh Vân: "Chú Vân nè, nói chuyện với chú từ nãy đến giờ, tôi thấy chú cũng là người hiền lành chất phác, nên tôi có đề nghị này muốn nói với chú có cho phép thì tôi mới nói." Tinh Vân nhanh nhẩu gật đầu: "Chị ba muốn nói gì thì nói đi, đừng ngại gì chứ. Chị ba chỉ ba đứa chúng tôi nói nhỏ, mấy người này phạm tội với cách mạng phải không chú?" Tinh Vân liếc nhìn chúng tôi rồi y gật đầu không nói. Chị ba tiếp: "Tôi thì tôi không biết họ tội gì, nhưng chú đã còng tay họ là đủ rồi, sao còn phải buộc dây trói chùm họ lại với nhau như vậy? Trói như vậy thì có vẻ tàn nhẫn quá phải không chú?" Tinh Vân lúng túng: "Thì lệnh ở trên bảo vậy, tôi chỉ biết thi hành lệnh." Chị ba ngọt ngào: Tôi biết mà, chỉ vì lệnh trên bảo làm như vậy chứ chú đâu có thể nào tàn nhẫn như vậy được. Nhưng tôi thấy chú làm như vậy là mất uy tín của cách mạng lắm đó. Người ngoài nhìn vô họ thấy cách mạng gì mà tàn nhẫn, đã còng tay người ta lại còn trói trùm người ta lại với nhau." Quay qua phía hành khách, chị ba nói lớn: "Bà con trong xe nghe tôi nói vậy có phải không?" Mọi người trong xe ồ lên tán thưởng. Thôi thì mỗi người mỗi tiếng, mỗi lời nói khác nhau xôn xao cả trong xe. Chị ba quay qua Tinh Vân nói tiếp giọng đầy thuyết phục: "Ai thì cũng biết lệnh trên là như vậy,
nhưng Chúa là người thi hành, cấp trên thì ở xa, còn ở đây thì chỉ có Chúa với chú công an ngồi kia. Mà tôi xem thì mặt mũi cả hai chú đều hiền từ, chắc ông bà của hai chú cũng ăn ở có nhân có đức lắm, nên các chú mới được như vậy. Vì thế tôi xin hai chú thôi thì cởi trói cho người ta, còng tay người ta thế này là đủ rồi. Tinh Vân chưa kịp lên tiếng thì có tiếng nói sang sảng của một người đàn ông ở phía sau. Bà chỉ nói vậy là đúng lắm rồi đó, chú em công an à. Qua nói để chú em biết, xe cộ chạy trên đường này là dễ gặp tai nạn lắm. Này chú trói chùm người ta lại với nhau như vậy, lỡ chẳng may xe bị lật, chìm xuống sông xuống hồ thì làm sao người ta có thể thoát nổi. Người ta có tội thì để cho cách mạng xét xử bỏ tù, nhưng chú trói chùm cả ba người lại lỡ chuyện gì xảy ra, có phải người ta bị chết oan không nào? Khi đó tội lỗi bao nhiêu là chú chịu, chứ lãnh đạo nào chịu vào đấy. Tôi nói vậy bà con có đồng ý với tôi thì vỗ tay lên cho chú em công an đây thì chú ấy nghe. Người đàn ông vừa dứt lời cả xe đã vỗ tay vang dội. Người đàn ông lại cất tiếng: còn bác tài không vỗ tay được, nhưng thấy tôi nói có tình có lý thì lên tiếng đi chứ. Ông tài xế khẽ quay mặt lại một chút nói lớn: bác Bảy nói vậy là trúng lắm đó mấy chú công an. Chị Ba ráng một đòn cuối cùng, chị lấy trong túi ra mấy chùm giò lụa, mỗi chùm khoảng 4-5 chiếc giò lụa loại nhỏ bằng nửa cổ tay, trao cho tên Vân hai chùm. Chị nói: đây nè chú, cầm lấy một chùm cho chị gửi cho chú công an kia để hai chú ăn lấy thảo, còn chùm giò này chú cho phép chị đưa cho mấy người tù để họ ăn. Bây giờ chú thương chị, thương bà con cô bác trên xe, cởi trói cho mấy người này để họ được ăn uống ngon lành. Chứ trói chùm họ như vậy thì làm sao họ ăn uống tự nhiên được, phải không chú? Tinh Vân lúng túng nhìn chúng tôi rồi ấp úng nói cái gì tôi nghe không rõ. Trong ánh mắt của y, tôi rất mừng vì biết y sắp bị khuất phục. Chị Ba lại mềm mỏng nói tiếp: chú cứ nghe chị, cởi trói cho họ ăn xong cái giò này. Nếu sau đó họ có cử chỉ gì nghi ngờ, chú lại trói họ lại như cũ. Mà chị bảo đảm với chú là không có chuyện gì đáng tiếc đâu. Tinh Vân gật đầu, chị Ba đã nói vậy thì để tôi bàn với đồng chí X xem sao. Nói xong, Tinh Vân cầm chùm giò lạng choạng đi lên, ghé tai tên X thì thầm một hồi, rồi trao chùm giò cho X. Dĩ nhiên cho đến lúc đó, mọi lời đối đáp trò chuyện trên xe, tên X đều nghe thấy hết. Nhưng không hiểu sao, y vẫn ngồi bất động, nhìn thẳng về phía trước, thấy Vân thì thầm. Tên X gật gật đầu, tôi rất mừng. Đến khi X đưa tay cầm chùm giò lụa từ tay Tinh Vân, tôi thở phào tin tưởng chúng tôi sẽ được cởi trói. Quả nhiên Tinh Vân quay lại nét mặt tươi tỉnh nói với chị Ba: tụi tôi nể chị lắm nên cởi trói cho họ, nhưng chị phải bảo đảm là họ không trốn đấy chứ. Mọi người trong xe vỗ tay vang dội, có người còn ngây ngô hô to: công an muôn năm. Chị Ba cũng vui vẻ: cảm ơn chú, chú cứ cởi trói cho họ đi, nếu họ trốn chạy chú cứ trói tôi lại là xong. Nghe mấy chữ trói tôi lại là xong, Tinh Vân đực mặt ra nghĩ, và một thoáng băn khoăn hiện lên trên gương mặt của y. Tôi nghĩ có lẽ câu nói của chị đã khiến Tinh Vân nghĩ lại mà đâm lo ngại. Nếu tù chạy trốn, làm sao Tinh Vân có thể trói được chị Ba? Và dù cho khi đó y có trói cả mấy chục hành khách trên xe, y cũng chẳng thể nào thoát khỏi tội để sống tù. Có lẽ hiểu Tinh Vân đang nghĩ gì nên chị Ba vào lên tiếng trấn an: trời ơi, chú Vân ơi là chú Vân, chú còn lo nghĩ gì nữa? Xe thì đang chạy dù dù như thế này, người ta lại bị còng tay như vậy, thử hỏi ai mà dám trốn chứ chú. Các chú còn súng ống đầy người nữa, người ta bình thường mà nhảy xuống xe còn tan xương nát thịt nữa, huống chi. Đến lúc này Tinh Vân hoàn toàn bị khuất phục, y thở dài quay qua chúng tôi nói: vì đồng bào trên xe muốn bảo vệ uy tín của cách mạng nên yêu cầu chúng tôi cởi trói tạm thời cho các anh. Các anh cấm không được tự tiện đứng lên hay đi lại, là chết đấy nhé. Muốn gì các anh phải xin phép và được chúng tôi cho phép mới được làm. Các anh có đồng ý như vậy không chứ? Chúng tôi vội thi nhau gật đầu, thi nhau nói đồng ý. Tinh Vân vẫn chưa yên tâm, y đưa tay vỗ vỗ vào khẩu súng ngắn đeo bên hông rồi nói tiếp, giọng đe dọa: các anh phải nhớ, nếu trái lệnh là các anh sẽ bị xử lý tại chỗ đấy nhé. Các anh nghe rõ chưa? Chúng tôi lại gật đầu, ngoan ngoãn nói, thưa cán bộ, nghe rõ. Tinh Vân nhìn chúng tôi, rồi không hiểu sao, y đưa tay mở khóa bao súng, lừ lừ nhìn chúng tôi không nói. Sau một thoáng im lặng, Tinh Vân cúi xuống rồi lần lượt tháo nút dây dù buộc tay của tôi. T và H cuộn sợi dây dù vô khuỷu tay, Tinh Vân trở lại chỗ ngồi, nét mặt y đăm chiêu như vừa phải là một việc mà y không muốn. Chị Ba cầm chùm giò đưa cho Tinh Vân hỏi, bây giờ chú bốc mấy chiếc giò này rồi đưa cho họ ăn, hay để tôi làm hộ chú? Tinh Vân không trả lời, chỉ phẩy phẩy tay về phía chị Ba. Chị Ba nói nhỏ, cảm ơn chú nghe, rồi chị bóc lá từng chiếc giò đưa cho tôi, cho T và cho H.
Chúng tôi cầm chiếc giò ăn ngon lành, ai cũng cảm động vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được thưởng thức miếng giò lụa sau thời gian cả tháng trời sống trong thiếu thốn, thèm khát trong trại giam Đông Hà. Riêng tôi khi được ăn miếng giò lụa, trong lòng tôi còn mừng rỡ vô hạn vì chặng đường khó khăn nguy hiểm nhất tôi đã vượt qua. Nhờ sự khôn khéo giúp đỡ của chị ba và hành khách trong xe, cuối cùng sợi dây dù trói chùm cả ba chúng tôi đã được cởi. Chặng đường kế tiếp tôi phải vượt qua là chiếc còng số 8. Tôi sẽ phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục Tinh Vân cởi chiếc còng trước khi tôi liều mạng bỏ chạy. Và cho dù tôi không thành công trong việc cởi chiếc còng số 8, thì trước khi đến Lao Thừa Phủ Huế, tôi cũng vẫn phải bỏ chạy. Tôi đã quyết tâm chọn cho mình một con đường. Ngày hôm nay, bằng mọi giá, tôi phải trốn thoát hoặc tôi phải chấp nhận bị bắn gục ngay trên đường phố Huế. Và kính thưa quý vị, đến bây giờ ở kỳ số 73 và 74 thì Nguyễn Hữu Chí vẫn chưa thoát được. Đó là một cái sự hồi hộp tiếp theo mà Thùy Dương sẽ chia sẻ tiếp ở kỳ số 75-76. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần chia sẻ này của Thùy Dương. Đừng quên nhấn giúp cho Thùy Dương cái like. Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.